AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay Sáu Bạc sẽ video giới thiệu anh em một con game mô phỏng phát triển nông trại đến từ Zing Play VNG, có tên gọi là Thị trấn Củ Cải nha mọi người nhé. Con game này đang trong giai đoạn thử nghiệm và nó ra mắt sớm ở trên Android. Ở đây thì hiện tại game này đang có hiển thị là tiếng Anh. Có thể là con game Thị trấn Củ Cải này thì nhà anh Zing Play họ sẽ đánh ra thị trường quốc tế nên là sẽ có cả tiếng Anh song ngữ nhé mọi người nhé. Để tí nữa mình xem vào game mình chỉnh cái phần ngôn ngữ xem có tiếng Việt không. Nếu mà không có chứng tỏ là game này nó sẽ đánh chủ yếu ra thị trường nước ngoài thôi anh em ạ. Đây, nếu bạn nào mà hay chơi những con game dạng mô phỏng nông trại thì chắc chắn là sẽ không khó để làm quen với con thị trấn Củ Cải ở đâu. Chúng ta sẽ có thể xây dựng và trồng trọt chăn nuôi này, rồi cung cấp nguyên liệu. Đây, chúng ta sẽ cung cấp các nguyên liệu cho cửa hàng. Bây giờ chúng ta sẽ phải xây cửa hàng bánh này mọi người nè. Đấy, con game này thì thường thì các bạn nữ rất là thích chơi anh em ạ, vì lối chơi đơn giản, dễ chơi và nó không tốn quá nhiều thời gian của mọi người á. Đây, mình sẽ xây bánh nhà làm bánh ở đây nhá, một tiệm bánh ở đây. Rồi, ban đầu thì cứ làm theo hướng dẫn của game, tí nữa mình sẽ tìm hiểu về phần ngôn ngữ nhá, vì lúc mình vào game ấy mặc định nó là tiếng Anh rồi. Đây, chúng ta có tiệm bánh, chúng ta sẽ để mà xây bánh ấy thì các bạn sẽ cần lúa đúng không? Các nguyên liệu nó sẽ bổ trợ cho nhau. Đây, mình sẽ xây dựng bánh này. Đó. Đây rồi, mình có bánh rồi và mình sẽ mang đi bán. Rồi, đó, cách chơi rất là đơn giản thôi. Mặc dù đây là toàn tiếng Anh nhưng mà mình cũng rất là dễ hiểu, vì mình cũng hay chơi mấy con game kiểu dạng nông trại như này. Đấy. Chúng ta sẽ đi xây thêm nhà này, House of Farmer. Rồi, mình sẽ xây nhà đây. Và mỗi cái lần xây nhà ấy nó sẽ tốn thời gian. Tất nhiên là các bạn có thể sử dụng kim cương để tiết kiệm thời gian xây nhà hơn hoặc là sản xuất hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp cái nhà này, nhà để cho nông các cái người dân ở trong cái thị trấn của bạn ở đấy mọi người ơi. Đây, mình đã nâng cấp nhà chính lên level 2 rồi bằng cách là hoàn thành nhiệm vụ. Và các bạn thấy là khi mà nâng cấp lên nhà chính lên ấy thì các bạn sẽ mở khóa thêm các cái công trình mới. Đấy, cách chơi thì về cơ bản là cũng khá đơn giản thôi. Rồi, ở đây mình sẽ vào phần cài đặt. Không đổi được tên luôn. Đây. Chúng ta có phần cài đặt này. Ngôn ngữ. Đây, có tiếng Việt nhá. Đây, các bạn vào phần cài đặt có tiếng Việt nhá mọi người nhá. Đấy, mình bảo kiểu gì cũng có tiếng Việt. Rồi, tức là mặc định vào game thì nó là tiếng Anh. Nên các bạn thể chỉnh lại trong cái phần thiết lập. Đấy, chúng ta có cái nhà chức năng này, nhà dân, nhà trang trí và đường đi. Đấy, sau này các bạn có thể gọi là xây dựng và phát triển các cái thị trấn riêng của mình. Xưởng thức ăn này. Đó, nó sẽ mất thời gian nhỉ nhá. Đấy, nếu mà các bạn muốn nhanh thì có thể bỏ kim cương ra. Mở rộng ô ruộng lên 8 ô. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ nâng cấp ô ruộng lên. Mở rộng này, mất 15 vàng. Và mình sẽ xây thêm. À, bây giờ chúng ta sẽ phải nâng cấp. Chưa đủ nhà rồi. Ok, ban đầu thì cứ làm những cái nhiệm vụ cơ bản ban đầu này đã nhá. À, có chạy gà này. Thu hoạch 4 ngô. Đây, chúng ta sẽ đi trồng ngô này. À, các bạn thể trồng ngô, trồng lúa và nó sẽ có thời gian để các bạn kéo thả thôi. Cách chơi đơn giản là anh em kéo thả vào. Hoàn thành một đơn hàng, chúng ta sẽ cần 2 ngô ở đây. À, các bạn chờ một lúc thì ngô nó sẽ chín thì các bạn có thể thu hoạch được khoảng 30 giây nữa. Đấy, nếu muốn nhanh thì các bạn bỏ kim cương ra. Còn không thì sao đổi được tên ta? Mình muốn đổi tên. Lúa chín rất là nhanh nhá. Đây, chúng ta sẽ đi thu hoạch lúa này. Sau này có khoai tây các kiểu. Ngô thì khoảng 15 giây nữa. Ngô thì thời gian thu hoạch nó sẽ lâu hơn. Đấy, sau này các bạn sẽ xây dựng đường đi, mở rộng cái thị trấn của bạn. Đây. Các bạn để zoom ra xa nhá. Game này thì có đồ họa 3D theo kiểu phong cách hoạt hình rất là dễ thương luôn anh em ạ. Rất là dễ thương. Game này mình nghĩ là các bạn nữ sẽ rất là thích nha. Và nó hỗ trợ song ngữ. À đây rồi. Chúng ta sẽ đi thu hoạch ngô này. Rồi, chúng ta cứ trồng tiếp, trồng liên tục vào mọi người ạ. Vì đằng nào ấy, những cái nguyên liệu này cũng rất là cần thiết để các bạn sản xuất. Gửi đơn hàng này. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch 3 thức ăn gà. À, chúng ta sẽ phải chạy gà này. Chúng ta sẽ cần thức ăn cho gà để đẻ trứng ấy. Rồi, chúng ta sẽ phải sản xuất. Hết ấy rồi anh em ơi.
Đấy, các bạn sẽ phải thu hoạch liên tục để có thức ăn cho gà đấy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ phải gọi là đi trồng ngô. Mỗi cái công trình ấy, mỗi cái sản phẩm ấy nó đều có liên quan đến nhau mọi người nhá. Đây mình sẽ phải cho thức ăn cho gà vì phải sản xuất thức ăn cho gà này. Mất khoảng 30 giây nữa. Rồi sau khi có thức ăn gà mình cho gà ăn thì nó mới đẻ trứng được. Đấy, nó cứ kiểu liên quan đến nhau ấy. Rồi, xây dựng nhà nông dân. Chưa mở, cái này thì chưa mở anh em ạ. Rồi, mình cứ tiếp tục thu hoạch nha. Chưa đủ vàng để nâng cấp. Đấy, để có vàng này các bạn sẽ phải đi sản xuất và buôn bán. Đây rồi. Rồi, mình ăn luôn cho nhanh. Rồi, chúng ta sẽ cho gà ăn nha. Đấy. Gà ăn thì khoảng 2 phút nó mới hoàn thành. Đấy, các bạn phải đợi thôi. Cái này là phải chịu khó đợi thôi. Nhưng hôm nay thì anh em sẽ phải đợi. Còn muốn nhanh hơn thì các bạn nạp kim cương vào, còn không thì cứ ngồi đợi. À, chúng ta cần hai bánh mì đây, thì mình đi sản xuất bánh mì luôn nhá. Đấy, mất khoảng 1 phút thì các bạn thể treo máy rồi đợi hoàn thành, bởi vì bây giờ mình cũng rất ít ít kim cương ấy, nên là chưa thể gọi là dùng nhiều được, cứ phải dùng tiết kiệm anh ạ. Game này hiện tại đang thử nghiệm ở trên Android mọi người nhé. Bạn nào mà không có máy Android thì có thể dùng giả lập cho mình. Hoàn thành này. Đây, chúng ta sẽ hoàn thành một đơn hàng. Ok rồi anh em ơi. Đấy, các bạn phải hoàn thành đơn hàng thì mới có vàng nhá. Có vàng thì các bạn mới xây dựng thêm các cái công trình mới hoặc nâng cấp các kiểu lên được. Đấy, là có các đơn hàng này. Hoàn thành đơn hàng và các bạn sẽ nhận thưởng. Cứ trồng liên tục vào mọi người nhá. Đấy, các bạn ban đầu cứ trồng lúa, trồng ngô các thứ liên tục vào. Đấy, lại xây dựng thêm này. Liên tục vào anh em ạ. Đây, gà còn 30 giây nữa. Rất là lâu. Mình không dám dùng nữa vì mình sắp hết kim cương rồi anh em ơi. Đấy, chúng ta sẽ phải đợi mất mấy giây để có yêu cầu mới từ người dân này. Và các bạn hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta mở khóa thêm công trình mới rồi. Ở đây gửi luôn. Mở hòm này. Đấy, ban đầu cứ hoàn thành các cái đơn hàng các bạn sẽ nhận được rất là nhiều vàng luôn. Rồi chúng ta sẽ đi nâng cấp nhà nông dân. Tiếp tục thu hoạch. Đấy. Luôn tay luôn chân anh em ạ. Cái game này được cái là các bạn thích chơi lúc nào thì chơi. Đấy, xây nhà thì tùy anh em bố trí nhá. Các bạn sau này có thể xây bố trí lại. Thiết kế sao cho nó đẹp mắt nhất. Cái này tùy thẩm mỹ mỗi người thôi. À, có trứng gà này. Đấy, chúng ta sẽ thu hoạch trứng gà. Sau đó thì tiếp tục cho gà ăn này. Hoàn thành một đơn hàng. Ồ, đây mình thiếu bánh mì. Đấy, mình đang sản xuất bánh mì tiếp anh em ạ. Đấy, cách chơi ở con game thị trấn củ cải này thật sự là rất là đơn giản và quen thuộc với bạn nào mà hay chơi những con game về nông trại ấy. Mình thấy cách chơi nó tương tự nhau thôi, không có gì gọi là quá khó cả, rất là dễ làm quen, game rất đơn giản dễ làm quen, đồ họa 3D rất là dễ thương. Thì hiện tại thì game đang thử nghiệm nhé mọi người nhé và ra mắt sớm ở trên Android. Bạn nào mà có máy Android thì cài đặt, hoặc là nếu không có máy Android thì anh em dùng giả lập chơi cũng rất là ok. Phải luôn tay luôn chân đấy, nói thế thôi cũng phải luôn tay luôn chân để sản xuất các thứ ấy. Rồi, mình đang đợi hoặc cái bánh mì hoàn thành thì mình sẽ trả cái đơn hàng này. Ôi, luồn cho nhanh. Lại mất thêm một kim cương nữa. Rồi,
Đây, chúng ta cần hai bánh mì cả một đũa nữa. Khánh Thành nhà nông dân. À, mình đang xây ra đây rồi. Một đấy, mình sắp hết kim cương rồi anh ạ. Mình cứ dùng bừa đi để giới thiệu cho anh em ấy, cho nó nhanh, không mất thời gian lắm. Người chơi đặt làng rơm 1 sao. Các bạn sẽ phải xây dựng nhà nông dân các thứ này, nâng cấp nhà nông dân. Hoàn thành đơn hàng. Đấy, rất là đơn giản và dễ chơi đúng không? Thì bạn nào mà quan tâm thì có thể tải con game thị trấn củ cải để về chơi thử nhá, mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em thôi. Còn để mà chơi kỹ thì nó cũng tương tự thôi, sau này các bạn sẽ mở khóa thêm rất nhiều công trình khác rồi. Đây, các bạn sẽ có rất nhiều công trình khác để các bạn xây dựng và phát triển cái thị trấn của mình. Rất là hay. Cảm ơn em đã theo dõi video này của Sáu Bạc nha. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh App Kobe. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?